Chào các bạn nhé, thì trong cái video này mình lại hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ chuyển đổi một cái sơ đồ mạch của cái khởi động động cơ chạy à, và dừng bật tắt động cơ thôi từ cái sơ đồ nguyên lý và chúng ta sẽ chuyển sang lập trình PLC thì chúng ta sẽ làm như nào ở đây mình có một cái sơ đồ là à, gồm có lưới điện cấp vào này một cái công tắc tơ cấp điện à, cho động cơ để nó chạy đấy thì cái mạch này nó đơn giản thôi có một nút start, một nút stop và chúng ta sẽ điều khiển cái công tắc tơ này bây giờ mình chạy thử các bạn xem À, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào nút start này, Đấy. thì các bạn thấy cái động cơ này nó nó chạy, nhìn như thế này nó chạy rồi, à, stop này. thì nguyên lý của cái mạch này là cái công tơ này, mình cứ gọi là cái công tơ tơ km à, được điều khiển bởi cái nút start và nút stop và nó tự duy trì qua cái tiếp điểm thường mở của cái công tơ km và ba cái tiếp điểm cặp tiếp điểm của km thì chúng ta đấu qua nguồn và đấu vào động cơ như thế này đơn giản thôi đúng không mình chạy lại này Đấy, start stop ở đây là chúng ta sử dụng động cơ 3 pha và cái công tác tư và cái nút bấm này chúng ta cũng dùng cái mạch 220 thì chúng ta điều khiển thế vậy thì cái mạch này cái sơ đồ này mà khi chuyển sang cái dùng PC thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì ở đây mình cũng phân tích một chút cái mạch này của mình là đối tượng điều khiển cuối cùng là động cơ nhưng chúng ta sẽ quy về cái điều đối tượng điều khiển của chúng ta là một cái công tắc tơ bởi vì khi mà cái công tắc tơ này on off thì đồng nghĩa với việc cái động cơ này sẽ quay thế chính vì vậy mà trên PC chúng ta sẽ điều khiển cái động cái công tắc tơ KM này cái công tắc tơ này thì nó là dùng điện 220 thế chính vì vậy mà PC của chúng ta thì thường là nó sẽ sử dụng nguồn 24V và nó sẽ không có không không ít con nó xuất được ra cái tín hiệu điện áp 220V để điều khiển mà chúng ta không nên thì chính vì vậy mà khi mà sử dụng PC thì cái mạch này mình sẽ thay đổi đi cái mạch này mình sẽ xóa hết cái cái nút bấm với lại cái tiếp điểm này đi đúng không mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường mở Đấy, mình sẽ sử dụng đóng cắt một cái con dưa le 24V và gì ạ? Đây. Đấy con le này mình đặt tên nó là K1 đi Con dưa le này là có nguồn điều khiển cái dưa le này là nguồn 24V Và chúng ta sẽ gì dùng cái tiếp điểm thường mở của con dưa le để chúng ta đóng cắt cho Đây, chúng ta phá cái này. Rồi, Như này à, tức là chúng ta dùng tiếp điểm thường mở của con dưa le 24V là K1 để chúng ta đóng cắt cho con công tắc tơ này cái con K1 này thì chúng ta sẽ điều khiển ở bên PLC thì bên mạch PLC của chúng ta vẫn như mọi khi là chúng ta sẽ có nút Start nút Stop hai thằng này mình để tiếp điểm thường mở luôn và gì ạ chúng ta sẽ điều khiển con con động con con công tơ tơ con dơ le k 1 này con k 1 này thì sẽ đóng cho cái mạch ở bên gì hai trăm hai này tiếp điểm của nó đấy tiếp điểm của k 1 thì đóng cho cái công tơ này và công tơ này thì lại đóng cho động cơ Đấy chưa nó cũng đơn giản như cái bài bóng đèn thôi nhưng cái bòi bóng đèn của chúng ta là chúng ta tương thẳng điện áp vào nhưng ở đây chúng ta sẽ sử dụng một con dơ le gọi là dơ le trung gian đây đây là dơ le trung gian này để điều khiển con công tơ điện áp hai trăm hai thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào viết chương trình à, thì uh, trước khi vào viết chương trình thì mình cũng có giới thiệu qua một chút về cái website website của bên mình là tự học pc.com thì trong đây có rất nhiều các cái khóa học pc uh, cái khóa học này là có hệ thống video bài giảng đó có sẵn ở trên website các anh chị uh, đăng ký là chuyển khoản bên mình kích hoạt là học được luôn thì trong những bài học mà có những phần có tài liệu thì có đều có cái cái cái, cái màu, dấu tích màu đỏ như này đấy thì uh, hệ thống video là có sẵn và chúng ta sẽ không bị giới hạn cái thời gian học học bao lâu cũng được thì các bạn có nhu cầu các anh chị có nhu cầu thì có thể lên website và đăng ký một tài khoản thành viên rồi chọn mua khoa học thì để học luôn rồi mình xin cảm ơn rồi thì bây giờ chúng ta đi vào viết chương trình thì viết chương trình này chúng ta sẽ dựa vào cái gì ạ chúng ta sẽ dựa vào cái đầu nối của chúng ta này cái đầu nối của chúng ta là bây giờ mình muốn là à, cái tiếp điểm cái nút bấm stop thì chúng ta đấu vào đâu ở đây mình đấu vào y0.0 đây các bạn nhìn, nhìn thấy nó ix.0 tức là ở đây nó có bắt đầu mà 0.0 0.0 thì chúng ta sẽ lấy gì ạ tiếp điểm ở đây là ở ngoài này nút stop chúng ta đấu vào thường mở thì trong PC các bạn sẽ chuyển thành thường đóng như mình là đây y0.0. Nó là nút stop. Nút stop các bạn muốn thay đổi tên thì các bạn vào chuột phải vào vào chọn rename tag Ở đây mình có nút stop rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến một cái tiếp điểm có uh, nút bấm start. Nút bấm start thì ở ngoài uh, hiện trường chúng ta sẽ đấu vào y0.1 và chúng ta sẽ có thường mở y0.1. y0.1 nút start. Và chúng ta điều khiển cho con gì ạ? Đầu ra là con dơ le có một con dơ le duy nhất đó là dơ à, le K1 Thì trong này và nó đấu vào chân điện chân Q0.0 Thì chỗ này chúng ta sẽ ao ra Ao ra một cái cuộn dây là à, Q0.0 Rồi Q0.0 này các bạn có thể sửa tên rename Nó thành điện à, viết để là K1 đi Đấy và chúng ta sẽ tự duy trì cái 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 mạch này qua một cái diện qua một cái tiếp điểm thường mở của con K1 này K1 chính là gì ạ? Quy 0.0 Đó, cái mạch nó đơn giản như này thôi Cái quá trình mà chúng ta Từ sơ đồ đấu nối này sơ đồ nối về phần 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 tín hiệu cấp vào này có start stop và chúng ta sẽ điều khiển một con relay k1 này còn bên phía điện 220 thì con tiếp điểm thường mở của k1 này các bạn sẽ đóng cho con công tắc tư và con công tắc tư này sẽ có tiếp điểm để đóng cắt cho động cơ đấy nó liên quan đến nhau hết các bạn nhé đó là vì sao mà người ta gọi là mạch logic đấy nó liên quan đến nhau đến logic động cơ thì được cấp điện bởi công tắc tư KM. KM này được điều khiển bởi tiếp điểm thường mở của con le K1, con le K1 này thì lại được điều khiển bởi cái chân I0.0 của PLC, Đấy. PLC và chúng ta có hai cái tín hiệu đầu vào để on/off cái công tắc từ K1 đó là start và stop, rồi thì bây giờ mình sẽ download cái chương trình này xuống PLC và test bạn xem nhé ở đây chúng ta sẽ chọn download rồi download thì ở đây nó gọi là constant download chúng ta cân lốt đi ok chúng ta cất kích vào cái mắt kính này Đấy. bây giờ mình sẽ bấm nút ở trên con pc Đấy. các bạn nhìn thấy nút stop nó đang đi xanh lên đây rồi tức là điện mình cứ cảm giác như thế này bên trái này là điện à dương 24V này, bên phải này là âm 24V này. Khi hai thằng này cái quy 0.0 này một đầu đấu sẵn vào 0 v và bây giờ nó chỉ cần chờ 24V là nó sẽ sáng đúng không? Bây giờ mình sẽ ấn start lại y 0.1 này. Đấy các bạn thấy chưa? Khi mà nút start này nhả ra thì cái quy 0.0 này nó lại được điện được cấp qua cái cái tiếp điểm thường mở của nó đi vào đây. Dạ. Bây giờ ấn stop thì nó nhả ngắt cái này ra, thằng quy 0.0 sẽ mất. Đấy start đấy khi mà gì ạ khi mà q 0.0 này on tức là cái con dưa k 1 của mình này bên này là q 0.0 on là có gì ạ? có dương 24v rồi âm 24v chờ sẵn thì con k 1 này sẽ gì hút con k 1 này hút thì tiếp điểm thường mở đây sẽ đóng lại tiếp điểm thường mở đóng lại thì công thức tư km này hút công thức tư km này hút thì tiếp điểm của nó được đóng lại và cái cái motor này quay và khi mà stop thì motor sẽ dừng rồi cái video của mình xin được kết thúc ở đây xin chào các bạn